ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Bài 74, Kinh Trường Trảo, Ti Giá Nakha Sutta, phân đoạn 348 đến 351, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, chúng con kính thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo. Ở đây chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu điểm nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Thầy. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Hợp Tân, Đức Phật Tính, Đức Tự Trì, cùng các vị tu nữ và chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết cho vị du sĩ đi Kanakha Trường Trảo, tức là người để móng tay dài theo cái một cái hình thức cái tu khổ hạnh. Người ấy là vị du sĩ ấy là cháu của tôn giả Sariputta.
Bài kinh này có điểm rất là đặc biệt là Tôn giả Sarota lúc đó mới xuất gia được khoảng chừng 2 tuần lễ, ngài vẫn còn là bậc hữu học Tu Đà Quần. Nhờ ngồi nghe Đức Phật thuyết cho cháu mình mà ngài cũng lãnh hội được pháp và chứng quả là hắn và đi khai nát khá Akivisna đắc được Tu Đà Quần. Và thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy cách mà Đức Phật ngài trình bày cái giáo lý để dẫn dắt cho người khác một cách rất là thiện xảo. Đi khai đắc khá đưa lên một cái quan điểm, một cái lý thuyết của mình. Thì Đức Phật ngài lại nói thêm có ba cái lý thuyết mà nếu chấp thủ theo đó thời sẽ đưa đến cái sự đối lập tranh luận vô ích. Bởi vì hễ người này nói cái quan điểm của mình như thế này thì có nghĩa là chống trái với hai quan điểm kia. Người chấp từ quan điểm kia thì có hai sẽ chống trái với hai quan điểm này, vân vân. Như vậy thì nó sẽ đưa đến cái bế tắc, cái lẫn quẩn. Người trí sau khi hiểu biết đó, thì phải loại bỏ những cái quan điểm, những cái tri kiến thuộc về tư kiến, định kiến đấy đi. Rồi ngài dạy cho cái cách để mà quán thân vô thường khổ vô ngã để diệt trừ cái thân ái, cái thân dục. Rồi ngài dạy quán về cảm thọ vô thường khổ vô ngã. Chỉ với chuyện đó thôi, ngài đã xoay chuyển được cái tri kiến của Akivisana và đem lại lợi ích cho cái vị thượng thủ thiên văn đệ tử ngài. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài kinh này do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Sở dĩ chúng tôi nói hơi rõ ràng một chút, dẫn nhập hơi rõ ràng một chút để ý cái hướng cho Đại Đức Pháp Tính vị giáo sư hôm nay sẽ theo đó mà giảng. Có lẽ là Đại Đức Pháp Tính cũng đã nhận được rồi. Bây giờ thì trước xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh kinh, sau đó sẽ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Thầy giá. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa từ siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con xin đọc bài 74, Kinh Trường Trảo.
Dikhanaka Sutta phân đoạn 348 đến 351. Tên bài kinh lấy theo nhân vật chính, du sĩ ngoại đạo Dikhanaka Trường Trảo, người đến đối thoại với Đức Phật. Thọ ấy, Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha Dương Xá, trên núi Chikha Kuta Linh Thú, trong hang Sukarakata. Bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Dikhanaka tìm đến diện kiến. Vị này nói lên triết lý sống của mình một cách hạnh diện là không có gì khiến bản thân thích thú. Đức Phật đã dạy rằng, nếu chỉ là quan điểm thì dù quan điểm thế nào cũng phiền não. Khi nghe hay biết đối với quan điểm khác biệt, rồi bậc đạo sư dạy về con đường đích thực đưa đến sự ly tham đối với năm uẩn. Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất lúc đó mới xuất gia được 2 tuần lễ, còn là một bậc sơ quả Tu Đà Quần, đang đứng quạt hầu Đức Phật. Nhờ nghe bài kinh này thành tựu quả vị vô sanh xứ quả. Giá khá nát khá Trường Trảo đại chuột gọi tôn giả Sariputta bằng cậu, có thể vì để móng tay dài, một hình thức của sự gặp hạnh của một số tu sĩ ngoại đạo thời đó, nên có biệt danh là Trường Trảo. Trong bài kinh này, Đức Phật gọi là Đi Giá Ná Khá là Akhivre Xá Ná. Như vậy, Đi Giá Khá Ná Khá là một biệt danh được đặt sau này, chứ không phải là tên thật. Sau khi nghe pháp từ Đức Phật, vị này chứng quả Tu Đà Quần, từ đó trở thành một cư sĩ đệ tử Phật. 248. Niềm hạnh diện về thái độ lãnh đạm với tất cả. Đi Giá Ná Khá đến gặp Đức Thế Tôn nói lên quan điểm cá nhân một cách hạnh diện, hoặc nghe dường như là một ý tưởng cao siêu vì đã không ái chấp bất cứ điều gì ở đời. Kinh văn: một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha Dương Xá, trên núi Vichakuta Linh Thú, trong hang Sukarakata. Rồi du sĩ ngoại đạo Dikhanaka Trường Trảo đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo Dikhanaka nói với Thế Tôn: tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi có tri kiến như sau, tất cả đều không làm cho tôi thích thú. 249. Chấp thủ rằng mình không chấp thủ cũng là sự chấp thủ. Đức Phật đã nêu lên bao quan điểm của các tu sĩ. Kinh văn: này Akhivre Xá Ná, tri kiến tất cả đều không làm cho tôi thích thú, tri kiến ấy không làm ông thích thú. Tôn giả Gotama, nếu tri kiến ấy làm tôi thích thú, thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy. Này Akhivre Xá Ná, nếu số đông người ở trong đời đã nói như sau, thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy, thời họ không từ bỏ tri kiến ấy, họ chấp thủ một tri kiến khác. Này Akhivesana, nếu thiểu số người ở trong đời đã nói như sau, thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy, thời họ sẽ bỏ tri kiến ấy và không chấp thủ một tri kiến khác. Này Akhivesana, một số sa môn bà la môn bên lý thuyết như sau, có kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi thích thú. Này Akhivesana, một số sa môn bà la môn có lý thuyết như sau, có kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Này Akhivesana, một số sa môn bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Những quan điểm này có thể ảnh hưởng cách sống của họ. Kinh văn: ở đây, này Akhivesana,
Một số sa môn, bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi thích thú. Tri kiến này của họ là gần giới tham dục, gần giới triền phược, gần giới quan lạc, gần giới đắm trước, gần giới chấp thủ. Ở đây này, Ghi-quế-sa-na. Một số sa môn, bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Tri kiến này của họ là gần giới không tham dục, gần giới không phiền trượt, gần giới không quan lạc, gần giới không chấp thủ. Nghe tới đây, Đi Khá Ná Khá tỏ ra mừng rỡ vì nghĩ rằng Đức Phật ca ngợi luận điểm của mình. Nhưng Đức Phật đã tiếp tục nói rằng luận điểm là luận điểm. Nếu gì chấp thủ quan niệm nào, khi nghe những quan điểm khác bị khởi sanh tranh luận, phiền não, thì tự mình phá hỏng quan niệm đang có. Kinh văn. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Đi Gán Nát Khá thưa với Thế Tôn, Tôn giả Gotama, tán dương quan điểm của tôi. Tôn giả Gotama hết sức tán dương quan điểm của tôi. Ở đây này, Akhi-quế-sa-na, những sa môn, bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Cái gì trong tri kiến này làm cho họ thích thú là gần tham dục, gần tiền trượt, gần quan lạc, gần đắm trước, gần chấp thủ. Cái gì trong tri kiến này làm cho họ không thích thú là gần không tham dục, gần không phiền trượt, gần không quan lạc, gần không đắm trước, gần không chấp thủ. Ở đây này, Akhi-quế-sa-na, những sa môn, bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Tất cả đều làm tôi thích thú. Ở đây người có trí suy nghĩ như sau, nếu ta nói tri kiến này của ta, tất cả đều làm tôi thích thú. Và nếu ta cố chấp, kiên chấp khi tri kiến này và nói đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Như vậy là đối nghịch với hai hạng người. Sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Và sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch thời có tranh luận, khi nào có tranh luận thời có chống đối, khi nào có chống đối thời có bực mình. Như vậy vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình nên từ bỏ tri kiến này, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. Ở đây này, Akhi-quế-sa-na, nếu có những sa môn, bà la môn nào có lý thuyết như sau, có kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Ở đây người có trí suy nghĩ như sau, nếu ta nói tri kiến này của ta, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Và nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng, thì như vậy ta đối nghịch với hai hạng người. Sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi thích thú. Và sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, một phần làm cho tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch với thời có tranh luận, khi nào có tranh luận thời có chống đối, khi nào có chống đối thời có bực mình. Như vậy vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình nên từ bỏ tri kiến ấy, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. Ở đây này, Akhi-quế-sa-na, nếu có những sa môn, bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ở đây người có trí suy nghĩ như sau,
Nếu ta nói tri kiến này của ta, một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Và nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói, đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng, thì như vậy ta đối nghịch với hai hạng người, Sa môn hay Bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi thích thú. Và Sa môn hay Bà la môn này có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch, thời có tranh luận. Khi nào có tranh luận, thời có chống đối. Khi nào có chống đối, thời có bực mình. Như vậy, vì này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến ấy, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là đoạn, là sự đoạn trừ những tri kiến này. Như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. 250. Sự đoạn tận ái chấp thật sự và phương cách đạt đến điều đó, đó là hành trình với khởi điểm là quán sát tự thân để nhận ra bản chất chân thật. Kinh văn: nhưng này Ký Quét Sa Ná, thân này có sắc do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Cần phải được quán sát là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bú, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi dễ ấy quan sát thân này là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bú, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã, thời thân, thân dục, thân ái, thân phục tâm được đoạn diệt. Phải thấy được cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ, bất lạc đều không phải là điều nêu chấp thủ. Kinh văn: này Abhisvesana, có ba thọ này, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này Abhisvesana, trong khi cảm giác lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác khổ thọ, không cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, chỉ giác lạc thọ. Này Abhisvesana, trong khi cảm giác khổ thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, chỉ cảm giác khổ thọ. Này Ác Quyết Quế Xá Ná, trong khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm giác khổ thọ, chỉ cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Này Ác Quyết Quế Xá Ná, lạc thọ là vô thường, hữu di, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Abhisvesana, khổ thọ là vô thường, hữu di, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Abhisvesana, bất khổ, bất lạc thọ là vô thường, hữu di, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Từ sự hiểu biết do quán sát tự thân, vì ấy thắp sáng tuệ giác. Kinh văn: thế vậy, này Abhisvesana, vì đa văn thánh đệ tử yểm ly lạc thọ, yểm ly khổ thọ, yểm ly bất khổ, bất lạc thọ. Do yểm ly, vị ấy không có tham dục, do không tham dục, vị ấy được giải thoát. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Điều khác biệt lớn là sự tịch tịnh nội tại dẫn đến vô tranh. Kinh văn: với giải thoát như vậy, này Abhisvesana, tỷ kheo không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có cố chấp thủ từ ngữ ấy. 251. Đối thoại với một người, lại khai tâm hai người. Một người đến nói lên quan điểm mà hãnh diện,
và một người tình cờ được nghe chánh pháp, cả hai đều có thành tựu lớn. Kinh văn: lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất đứng sau Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã thuyết cho chúng ta sự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. Thiện thệ đã thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí. Thiện thệ đã thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí. Khi tôn giả Sariputta suy nghĩ như vậy, tâm của tôn giả được giải thoát các lậu vặt, không còn chấp thủ. Còn đối du sĩ ngoại đạo Diganakha, pháp nhãn ly trần, vô cấu được khởi lên. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt. Rồi du sĩ ngoại đạo Diganakha thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cư người khác. Đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn: thật di diệu thay tôn giả Gotama, thật di diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy. Chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ từ nay trở đi cho đến mạng chung, cho trọn đời quy ngưỡng. Con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn nhà chú thích tỳ kheo giác sẵn, và con đã đọc xong bài. Và sau đây chúng con kính thỉnh Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá. Kính thỉnh Đức Pháp Tính ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hành, đại đức Tuệ Tri cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Trường Trảo, nói về một cái vị du sĩ Bà La Môn. Cái vị này thì quý vị thấy rằng du sĩ ngoại đạo, nhưng mà có một cái kiến thức cũng rất là sâu. Thật ra đó, ở trong cái bài kinh này đó, nếu mà chúng ta đọc qua một lần hoặc là chúng ta chỉ nghe qua một lần thôi, thì sẽ làm cho chúng ta rất là khó để mà mình phân biệt được mình rằng ở trong cái bài kinh này nói về một cái điều gì. Quý vị biết rằng đối với những cái bài kinh này đó, chúng ta phải nhờ đến cái sự mà soạn lại của các vị có kinh nghiệm, hoặc là chúng ta có được cái bản kinh này rồi đó, chúng ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần mình mới hiểu được cái ý ở trong mình cái kinh này. Nói chung là chúng ta chỉ hiểu được một cách sơ sơ thôi đó. Tại sao mà chúng tôi nói như vậy quý vị? Quý vị thấy rằng khi mà du sĩ ngoại đạo đi khá nó khá Trường Trảo đó, đi đến mà để mà đối thoại với Đức Phật đó, du sĩ này á, là nêu lên cái quan điểm của mình, nêu lên cái quan điểm của mình, mà quý vị thấy rằng á, cái quan điểm á, của một cái du sĩ ngoại đạo này đó, quý vị biết rằng là có nhiều cái, nếu mà chúng tôi đọc theo những cái bản kinh khác đó, nó có nhiều cái ẩn ý ở trong đó lắm quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, cái vị này mới nêu lên á, nói với Đức Phật á, là
Tôi có cái tri kiến này, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Thì mình tưởng rằng là cái câu này nó là đơn giản, tất cả đều làm cho mình không thích thú. Thí dụ như là bây giờ mình thấy sắc mình cũng không thích thú, thường thường là người ta nghe cái điều đó người ta lại nghĩ là như vậy thôi. Tôi thấy sắc tôi cũng không thích thú, mà bây giờ âm thanh tôi cũng thích thú. Hoặc là đối với ở trên đời này, cái gì tôi cũng thích thú. Nhưng mà mình khi mà mình đọc kỹ vào những cái bản kinh khác á, thì mình thấy rằng là cái vị này đó là coi như là có một cái tư tưởng là đoạn diệt lực. Có nghĩa là cái câu nói như vậy đó, nhưng mà khi mà ta tìm hiểu ra kỹ nữa là cái vị này á, là nói giống như mình là một cái bậc thánh vậy đó. Tất cả làm tôi không thích thú. Vậy thì ngay cả bây giờ cái chuyện tái sanh mình có thích thú không? Không. Đó, thành ra tất cả đều làm tôi không thích thú. Thì quý vị thấy rằng là coi như là mình tưởng rằng là chỉ có nói về ở trong cái cuộc sống này, chỉ có nói về trong cái cuộc sống này thôi. Thí dụ như giờ ăn tôi cũng không thích, mà ngủ tôi cũng không thích, hoặc là nhà đẹp, hoặc là đối với cảnh đẹp hay là tiếng hay mùi thơm gì đó, tôi cũng không thích thú. Mình tưởng chỉ gói gọn ở trong đó thôi, nhưng mà thật sự ra không phải quý vị. Cái vị này là coi như là nói đến cái vấn đề là tất cả tôi không thích thú, là coi như là những cái sự tái sanh tôi cũng không thích thú nữa. Nhưng mà quý vị thấy rằng nếu mà ai là người mà dám nói ra cái chuyện mà mình không còn thích thú đến tái sanh, ai là người dám nói ra cái chuyện đó quý vị? Chỉ có cái bậc A-la-hán thôi, chỉ có bậc A-la-hán thôi. Thành ra đó mình thấy rằng cái vị này nói như vậy đó, mình nghe một cái cụm từ, một cái dòng chữ như vậy đó, thì mình tưởng là một cái chuyện mà đơn giản, nhưng mà thật sự ra không có đơn giản. Nhưng mà quý vị thấy rằng gặp đúng người rồi, gặp ngay bậc đạo sư của chúng ta, bậc đạo sư của chúng ta đó quý vị. Khi mà nghe cái vị này nói đó, bậc đạo sư không nói gì hết, cũng giải thích, giải thích cho cái vị này nghe từ từ, rồi mới bắt đầu dạy cho cái vị này quán, tu tập về cái pháp quán, quán về cái thân này, quán về cái cảm thọ này. Đó thì nhờ đó mà quý vị thấy rằng là trong đó có ngài Sariputta mới xuất gia được 2 tuần lễ và cũng được cái cơ hội nghe cái bài pháp này. Sau khi nghe rồi, tôn giả Sariputta đã đắc được A La Hán thánh quả. Còn cái vị mà trường cáo này đó là coi như là phát sanh được cái niềm tin sâu, một cái niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, thành ra đã xin quy y Tam Bảo. Đó thì quý vị thấy rằng đây là một cái phải nói rằng là những cái phải nói theo một cái từ ngữ thông thường á, mà một cao thủ mà đi đến mà gặp một cái bậc mà coi như là một cái bậc vĩ nhân nữa, một cái bậc mà coi như là thầy dạy của trời người, mình tưởng mình là cao thủ ở trong thế gian này rồi, mình tưởng là mình là giỏi nhất ở trong thế gian này rồi, nhưng mà không ngờ lại gặp một bậc này là gọi là bậc thầy của các thầy, thầy của các vị thầy đó. Vậy thì chúng ta trở lại với cái phần chánh kinh ở trong cái bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái đoạn mà thí dụ như là mình có một cái sự mà đưa ra cái ý của mình là tất cả mình đều không có thích thú. Thì ở trong đây là tại sao mà nói rằng là nếu mà mình có cái quan niệm đó thì mình sẽ mà tất cả mình thích thú, thì cũng đối nghịch lại 2 hạng người. Một nửa mình thích thú, một nửa mình không thích thú, thì cũng đối lập lại 2 hạng người. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng là vậy thì ở trên cái thế gian này mình gom lại đó thì rất là nhiều nhiều cái quan niệm, nhưng mà gom lại thì chỉ có 3 cái quan niệm đó thôi. Tất cả tôi đều không thích thú, rồi tất cả tôi đều thích thú, rồi một phần tôi thích thú, một phần tôi không thích thú. Đó thì
ở cái thế gian này đó, tại sao mà có cái sự tranh cãi, là tại sao mà nó phát sinh ra những cái tài kiến, những cái lậu hoặc, là những cái phiền tối, những cái sự tranh luận ở trong cái thế gian này, ở trong cái con người này. Thì vậy thì quý vị là thấy tại sao, là tại vì do những cái quan niệm này hết, là do những cái quan niệm này hết. Mà cái điều này đó, quý vị thấy rằng là ai đã chỉ ra cái điều này, là đối với Đức Phật của chúng ta, là bậc thầy của trời người đã chỉ ra cái điều này đó. Mà mình nói thí dụ như giờ mình nói lên là tất cả mình, tất cả, giờ tôi thấy ở trên đời này không có gì mà làm cho tôi thích thú nữa, thì chính cái chỗ này là mới chỉ cho mình biết được là coi như là mình đang bị cái sự chấp thủ, mình đang bị cái sự chấp thủ. Quý vị cũng như có những người, người ta nói bây giờ tôi sau một thời gian tôi tu tập, tôi hết tham rồi, hết sân rồi, hết si rồi đó, thì chính cái lời nói này đó làm cho mình biết rằng là mình đang bị chấp vào. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong những bài kinh khác, những bậc thánh đâu có khi nào mà các ngài nói về những cái điều đó. Đối với bậc thánh thì thấy rằng các ngài không có nói về những cái điều đó. Khi nào mà cần nói thì các ngài sẽ nói, khi nào mà cần thuyết giảng trình bày gì đó, các ngài sẽ thuyết giảng trình bày. Thành ra quý vị ở cái điểm này chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta gặp những cái người nào mà nói thôi bây giờ là tôi hết tham rồi, hết sân rồi, hết si rồi, là mình biết rằng là những cái người này đang còn cái sự chấp thủ nhiều, đang còn cái sự chấp thủ nhiều quý vị. Còn nếu mà một cái bậc mà người ta đã thật sự người ta đã đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si rồi đó, thì các ngài sẽ sống bằng trí tuệ. Các ngài thấy rằng cái chuyện gì cần nói, các ngài sẽ nói, cái chuyện gì cần làm, các ngài sẽ làm. Chứ các ngài không rao giảng rằng là mình là một cái gì. Mà bây giờ ở trong đây đó, có nhiều người đó, có nhiều khi cũng như ở trong mùa lễ này đó, chúng tôi đi có nhiều vị dớ rồi hỏi về thiền định đồ này kia, nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết không, mình nhìn thấy đó, mình nghe đó, mình tưởng rằng là những người này chắc tu thiền dữ lắm, những người này chắc giữ giới nhiều lắm. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà bước vào hội chúng hoặc là thân cận một thời gian lâu, thì mình nhìn ra được hết rồi quý vị. Có lần chúng tôi thấy rằng có những người người ta bàn là người ta ở trong khóa thiền này hoặc là ở trong cái lớp học kia vân vân, nhưng mà mình nghe đó mình tưởng rằng họ rất là thanh tịnh, nhưng mà thật sự ra khi mà thân cận một thời gian đó, chừng vài ngày thôi, thì mình sẽ nhìn ra liền, mình thấy rồi, cái sự tu thiền này có vấn đề. Tại vì một người mà người ta được an lạc ở trong thiền đó quý vị, người ta không có dành cái chỗ, người ta không có dành cái chỗ ngồi thiền, người ta không có dành cái chỗ ngồi thiền. Thí dụ như nếu mà ai thích cái chỗ đó của mình, có thể mình sẽ nhường. Quý vị thấy rằng thường thường một người mà có cái người ta hành thiền mà người ta có một cái tâm thiền, người ta tu tập về tâm từ, người ta có một cái tâm từ. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói về quý vị đi, nếu mà quý vị thật sự quý vị mà tu tập mà có tâm từ, quý vị tu tập mà quý vị có phát sanh an lạc ở trong thiền, thì nếu mà chúng tôi đi đến trước quý vị rồi chúng tôi dành cái chỗ ngồi đó, thì quý vị là người mà có tâm từ, người mà có tâm thiền, thì quý vị có nhường cái chỗ ngồi đó không? Chắc chắn rằng những người mà có tâm từ, những người mà có tâm thiền đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà ai mà dành cái chỗ ngồi đó, là những cái vị đó sẽ nhường liền. Còn nếu mà mình mà lỡ mà mình đuổi người ta đi rồi, là mình biết rằng là cái sự tu tập tâm từ của mình có vấn đề, cái sự tu tập về thiền định của mình có vấn đề, thành ra mình mới đi dành cái chỗ ngồi đó. Chứ thật sự ra cũng như quý vị thấy rằng có những người ở trong một cái chuyện, một cái đời sống thường thôi,
Quý vị thấy không? Có những người người ta chưa biết đi chùa, mình khuyến khích người ta đi chùa, nước mình cũng lấy cho người ta uống, thức ăn mình cũng lợi mình lấy cho người ta ăn. Rồi người ta hỏi là tại sao như vậy, tại sao lễ hội này như vậy, rồi mình cũng đều có cái sự kham nhẫn, giải thích đàng hoàng. Thì quý vị thấy rằng một người mà có cái tâm thiện á, mình khuyến khích người khác để mà đến cái sự tu tập á, quý vị thấy rằng bỏ ra cái công sức rất là nhiều, bỏ ra cái công sức rất là nhiều. Còn nếu mà bây giờ mà mình nói là mình là một cái người mà tu tập về tâm thiền, về về tâm từ, rồi mình tu tập về thiền, mà hở tới cái chỗ ngồi hành thiền mình cũng dành, rồi cái chỗ mà ngồi ăn á, mình cũng dành, cái chỗ mà ngồi trước ngồi sau, ngồi trên ngồi dưới mình cũng dành, thì cái sự mà tu tập về tâm từ của mình có vấn đề, cái sự tu tập về thiền của mình cũng có vấn đề. Thì cũng giống như cái quan điểm ở đây mà nói rằng là tất cả đều làm tôi không thích thú, tất cả đều làm tôi không thích thú, thì nó cũng giống, nó cũng giống như vậy quý vị, nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là giống như là mình là một cái người mà đã ly dục, ly hết tất cả những cái gì mà hiện hữu ở trên thế gian này đó, nhưng mà thật sự ra nó mình còn vướng một cục, mình vướng vào cái sự chấp thủ một cục. Thành ra đó quý vị, nhờ quý vị học những cái bài kinh này mà chúng ta chỉ cần mà nghe ai nói tôi giờ hết tham rồi, tôi giờ hết hết sân rồi, giờ tôi giờ hết si rồi. Cũng như hôm qua quý vị biết chúng tôi ở trong một cái lễ hội tụng kinh đó, có một cái người đó, đó người ta nhìn thấy cái ban mà gọi là cái ban an ninh, cái ban mà vệ sĩ đó, để mà bảo vệ cho cái cuộc trùng tụng tam tạng đó, thì có một cái người đó đó mới hỏi cái cô gái là ở trong cái ban bảo vệ đó, thì người ta hỏi là có biết võ không, có biết võ không mà làm ban bảo vệ. Thì cái cô đó cổ không biết trả lời làm sao, thì chúng tôi mới trả lời dùm, chúng tôi nói muốn biết thì cứ đụng vô thử là biết. Có nghĩa là tự nhiên người ta làm bảo vệ mà mình hỏi người ta là có võ không mà làm bảo vệ, có biết võ không mà làm bảo vệ, thì cái cô bảo vệ đó cổ không biết trả lời sao đó. Thành ra lúc đó chúng tôi mới trả lời dùm, chúng tôi nói thì muốn biết thì cứ đụng thử người ta đi, đã người ta mặc đồ bảo vệ rồi mà mình hỏi người ta có không mà làm bảo vệ, thì bây giờ mình ở mình ghẹo thử đi, lỡ mình khiêu người ta thử một cái đi, thì mình biết người ta có võ hay là không có võ đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều khi, có nhiều khi đó, có những người người ta trưng ra những cái bản hiệu nó nhiều, hoặc là người ta nói ra những cái từ gì đó nó nhiều, nhưng mà chưa chắc một chút nữa đó, thì quý vị thấy rằng là Đức Phật đã dẫn dụ, Đức Phật đã dạy đạo những người này một cách phải nói rằng một cách rất là vi tế quý vị. Đó cũng như chúng tôi thật sự ra cái điều này á, do nó liên quan đến những cái lúc mà chúng tôi, những cái lúc trước kia đó chúng tôi gặp những cái điều này cũng vậy. Quý vị biết rằng có những cái vị thiền sư đó, khi mà có những cái vị thiền sư đó quý vị, thí dụ như cái vị thiền sư đó đó dạy về cái đề mục hơi thở đi, thì có những thiền sinh lại nói bạch thiền sư, hồi đó giờ con tu theo phòng xẹp quen rồi, thành ra bây giờ gặp thiền sư mà thiền sư dạy cái đề mục hơi thở đó làm cho con khó tu đồ này kia, thì quý vị thấy rằng nếu mà thiền sư thiệt thì người ta không có la cái vị đó. Thường thường mà những cái vị thiền sư mà không có kinh nghiệm thì người ta sẽ nói thôi thôi tu phòng xẹp, đi về cái chỗ nào có phòng xẹp đó là tu đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà mình gặp thiền sư mà thiệt người ta nói cũng được thì tu cái nào mà con nhận thấy được cái tâm mình có chánh niệm thì con cứ tu cái đề mục đó đó. Thì cái vị thiền sinh nó dạ rồi thì cái vị thiền sư đó mới nói rằng là thì nếu mà lúc mà phòng xẹp đó thì con cũng để ý coi, cái vị hành giả cũng để ý coi cái lúc mà phòng á là cái hơi thở vô hay là hơi thở ra, rồi cái lúc mà xẹp á thì là cái hơi thở vô hay cái hơi thở ra,
Thì nếu mà mình ghi nhận được ở phòng xẹp đó, thì tốt. Còn nếu mà mình ghi nhận ở phòng xẹp không được đó, thì mình sẽ ghi nhận ở chỗ hơi thở vô hoặc là hơi thở ra. Đó, thì quý vị thấy rằng đối với những vị thiền sư mà có kinh nghiệm thiệt đó, không có đuổi, không có đuổi ai hết. Còn mà thường thường mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta trình bày một cái gì mà chúng ta bị đuổi là chúng ta nghi nè. Chỉ trừ ra, trừ ra những người nào mà coi như là có cái sự quá khích hoặc là nói mà nó lạc cái đề tài nó nhiều đó, thì bị đuổi thì cái trường hợp đó nó là khác quý vị. Còn cái trường hợp mà mình nói về những cái pháp tu á, thì cái vị thiền sư mà có cái kinh nghiệm rồi thì từ từ sẽ dẫn dụ cho cái vị thiền sinh đó đi vào cái khuôn khổ hoặc là cái nề nếp. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái đề tài này đó, Đức Phật cũng không la cái vị trường trảo này. Đức Phật cũng la thôi, ông dẹp cái chi kiến đó, ông hãnh diện với cái điều đó, ông dẹp cái điều đó. Đức Phật không có dạy cái điều đó, Đức Phật không có nói lên cái điều đó. Đó, Đức Phật nói không phải là một mình ông đâu, không phải một mình ông là không thích thú với tất cả hiền hữu, không thích thú, mà ở đây có nhiều cái hạng người, cái hạng người cũng có cái hạng người giống như ông, là coi như là tất cả đều không làm cho ông thích thú. Đó, rồi có cái hạng người là tất cả đều làm cho họ thích thú. Đó, thì quý vị thấy rằng cái tất cả mà đều không làm cho mình thích thú thì nó cũng gần, nó cũng gần với ly tham, nó cũng gần với ly sân, nó cũng gần với những cái ly hệ phược. Còn nếu mà tất cả đó mà làm cho mình thích thú thì coi như là mình gần với cái gì quý vị? Gần với cái sự tham đắm, gần với những cái lậu hoặc, gần với những cái sự chấp thủ. Đó, rồi Đức Phật mới phân tích thêm nữa, cũng có hạng người là coi như là một nửa đó thì thích thú, một nửa thì không thích thú. Đó, thì quý vị thấy rằng phân chia ra được ba cái hạng người này, là chúng ta đã giải quyết được một phần ba của bài kinh rồi. Phân chia ra được ba hạng người này, chúng ta giải quyết được một phần ba của bài kinh này rồi. Thì bây giờ chúng ta lấy ba cái quan niệm này, chúng ta đem vào, chúng ta coi lại hết tất cả mọi người ở trong lớp học của mình đều bị vướng vào cái điều này hết. Chúng ta đều vướng vào một cái điều, một trong ba cái điều này hết. Thí dụ như giờ quý vị hỏi chúng tôi, nói cũng có cái điều có ở trên đời này, thì có điều chúng tôi cũng rất là thích, cũng rất là hoan hỷ, thích thú với cái điều đó. Nhưng mà có những cái điều chúng tôi cũng không có thích thú. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đi ra bên ngoài đó, hỏi mà mình gặp những cái cư sĩ thuần hành đó, mình thích không? Thích quý vị. Còn mà mình đi ra ngoài đường á, mà mình gặp mà những cái người mà gọi là tà kiến ngoại đạo đồ này kia đó, hỏi mình thích không? Không, không có thích. Khi mà đi ra bên ngoài được những người cư sĩ, gặp được những người cư sĩ mà người ta có niềm tin về nhân quả, người ta có cái sự cung kính, hoặc là người ta có một cái sự tiếp đón vân vân, thì mình gặp những người đó mình thích không? Mà thích chứ quý vị. Nếu mà đi ở trên một cái đoạn đường dài, một cái chuyến xe gì đó, gặp được những người đó, thậm chí mà người ta ngồi người ta hỏi pháp mình, mình cũng thích thú để mà mình giải thích nữa quý vị. Còn mà mình gặp mấy cái người mà ngoại đạo hỏi là tu sao phải cần chi phải cạo đầu, tôi không cạo đầu tôi cũng tu được, tu cần chi phải ở chùa, tôi không ở chùa mà tôi cũng tu được, thì mình gặp những người đó mình thích không? Không thích. Đó. Người ta sẽ cũng như là đã viễn ly được tất cả rồi, nhưng mà thật sự không phải đâu quý vị. Đâu có nhiều khi, tại vì sao? Tại vì cái cuộc đời mình nó gặp phải những cái chuyện mà nó tơ tả quá, những cái chuyện mà nó đoạn trường quá,
Thành ra bây giờ đối với bạn bè, đối với hội chúng, đối với cái danh lợi, cái gì mình cũng thích hết á. Nó thật sự mà hỏi là cái này á, mình thấy rõ được phần cuối bài kinh đó, quý vị thấy rằng khi mà một người mà quán là vì có với chúng có những người ta có những cái quan niệm là tất cả tú, tại sao không phải là người ta đắc đạo đâu, là do người ta bị một cái chán chê hoặc là một cái phong ba bảo táp kiến, hoặc là không gần với tham, không gần với tà kiến, hoặc là một nửa là gần với tham, một nửa là không gần với tham đó. Rồi sau đó đó, Đức Phật nói là chính vì ba cái nhóm này nè, mấy ông đó là coi như là mấy ông vướng vào những cái quan niệm này, thành ra hễ mà cái người mà ở cái hạng người thứ nhất đó, là coi như là gặp ai cũng gây lộn hết, gặp ai cũng tranh cãi hết đó. Tôi đưa ra cái quan niệm vậy đó, còn hai người kia là tôi có quan niệm vậy đó, tranh cãi, thấy rằng thể cái quan niệm thứ nhất á thì mình tranh, mình là cái tranh cãi với quan niệm thứ nhất và quan niệm thứ ba đó. Thể mà mình có cái quan niệm thứ ba đó thì mình sẽ tranh cãi với đó, thì mình mới đạt đến ngày cái tri kiến, mình mới gọi là mình từ bỏ, từ bỏ những cái sự chấp thủ sai. Nếu mà muốn mà từ bỏ được cái điều đó đó thì mình không bị, mình muốn từ bỏ được cái điều đó đó thì mình phải là cái người mà nhận thức được qua cái sự quán sát. Úm bú thôi đó. Rồi cái thân này á, nó như là một là cái mũi tên, là nó là chịu những cái điều bất hạnh, những cái sự chướng ngại đó, hoặc là cái thân này nó như là kẻ địch, coi như là luôn luôn lúc nào nó cũng hại mình hết đó, thì nó sẽ phá hoại mình, nó sẽ hại mình. Khi mà mình quán xét như vậy đó thì mình mới thấy được, mình mới thấy được cái gì quý vị, thấy được cái sự khổ. Mới quán xét được như vậy đó thì mình mới thấy được cái sự khổ. Mình quán xét được như vậy đó thì mình mới thấy là vô ngã đó, chứ mình quán xét thường không á, ví dụ như là quý vị thấy rằng mình chỉ quán xét ví dụ như thân này do tứ đại hợp thành rồi này kia đó, nó chưa đủ đâu, nó chưa đủ có cái sự suy nghĩ đâu đó, mình phải quán xét nó giống như là cái bục nhọt, giống như một cái ổ tật bệnh đó, thì lúc này mình mới đạt đến cái trạng thái vô ngã đó. Mà mình quán với cái trí tuệ mình thấy được như vậy, thường thường là tại sao mà lúc đó mình thấy được vô ngã, quý vị, mình muốn nó không cục ung bú, mình muốn nó như không phải giống như một nhọt, mình muốn nó không phải là một cái ổ tật bệnh, mà mình muốn vậy nó được không? Không được, nó không được quý vị. Đến một lúc nào đó nó sẽ giống như là cái cục ung bú, hoặc là đến một lúc nào đó nó giống như cái mục nhọt gì đó, nó sưng, nó sưng rồi nó đỏ tấy lên, rồi nó làm mú, rồi nó bể, nó đổ vỡ ra, thì cái thân này đến một lúc nào đó nó cũng sẽ già,
rồi những cái chất bất tịnh nó sẽ lon lỗ ra, nó sẽ đổ vỡ ra, thì lúc đó là nó đủ thứ chuyện để mà nó làm cho mình đau, nó làm cho mình gớm đó. Thì cho dù mình cũng giữ, mình cũng dùng những cái loại thuốc, những cái loại thực phẩm, những cái điều này điều kia, nhưng mà cuối cùng mình cũng không có thoát được đó. Thành ra chính vì vậy là nó là vô ngã, nó không có chịu chịu dưới quyền quản lý của mình. Hãy mà nó đủ duyên á, thì nó còn được khỏe mạnh, nó hết những cái duyên đó rồi thì nó sẽ bị biến hoại thôi. Thì với cái trí tuệ nó xét thấy được cái thân này đó, thì lúc đó đó mình mới thật sự là tất cả đều làm cho mình không thích thú đó. Với cái trí tuệ mà mình thấy rõ những cái điều này đó, thì mới lúc đó mới gọi là mình là tất cả đều làm cho mình không thích thú đó. Bây giờ quý vị thấy không, nếu mà mình mà quán xét thường thường, mình thường suy niệm cái thân này là như vậy đó, đến một lúc nào ở sau này nè, mình sẽ bị ung thư hoặc ung bú, hoặc là mình bị những bệnh tật gì đó, hoặc là mình nhìn những người khác bị mình biết, thì lúc đó phải nói rằng là lúc đó mình có cái sự nhàm chán thật sự. Mình nhàm chán về cái thân này, nó phải chịu những cái điều đó. Thật ra đó quý vị biết rằng đó, chúng tôi những cái đám tang rất là nhiều, những cái đám tang rất là nhiều, đến nỗi mà bây giờ quý vị biết có một số bệnh viện á, mà chúng tôi mà vào trong đó mà tụng kinh á, là bác sĩ mà người ta gặp mặt chúng tôi vào á, là người ta cho bệnh nhân đi về đó, là quý vị biết rằng là người ta nghĩ rằng là gia đình này có người tu, thành ra mà cái bệnh nhân này cũng trước sau cũng chết, thôi để cho về nhà chết, chết ở nhà được cũng như là được cái sự mà nó ấm cúng hơn. Quý vị biết rằng á, tại vì á, có những lần á, chúng tôi vào ở trong bệnh viện Chợ Rẫy đó, mà cái lầu 8 đó, cái khoa tiêu hóa đó, quý vị biết không, đứng ở trong đó chừng 2-3 phút thôi, 6-7 người chết. La gia đình người ta vừa bên đây vừa la ào lên, bên kia la ào lên, bên kia la ào lên, là quý vị biết mỗi một cái tiếng la như vậy á, là một bệnh nhân vừa ra đi, vợ chồng con cái cha mẹ gì đó khóc ào lên, chưa cái tiếng la ào đó chưa kịp dứt là cái tiếng la ào lên cái giường kế bên. Mà quý vị biết có lần đó chúng tôi 12 giờ đêm mà chúng tôi đứng chính giữa những cái giường bệnh đó, mà quý vị biết rằng là coi như là hết giường này la lên giường kia, la lên làm ao ao vậy đó. Rồi chúng tôi xoay qua lại đó, tại vì là chúng tôi thấy rằng là coi như là những cái bệnh nhân đó vừa ra đi tích tắc, trong vòng 2 phút 3 phút thôi mà 6-7 bệnh nhân ra đi. Tại vì lúc chúng tôi vào đó, chúng tôi thấy những cái bệnh nhân nó hết, thấy những cái bệnh nhân đó là coi như là mặt xanh đen đồ này kia, rồi vợ hoặc là cha mẹ đứng ở đó khóc, mà chỉ quay qua quay lại vài phút sau là chết, mà chết một lọt vậy đó. Đó thành ra biết là thật sự ra quý vị biết không? Có khi người thân cũng có, chúng tôi đi vào trong đó lãnh người thân cũng có khi người lạ cũng có, mà bây giờ biết là như là mình nhớ luôn rồi đó. Hãy mà mình đi đâu mà đi lên mà hỏi mà đi vô bệnh viện Chợ Rẫy mà tụng kinh cho bệnh nhân nó ở lầu mấy, lầu 8 khoa tiêu hóa là không biết rồi, thôi là coi như là tối nay đi là coi như là gần sáng về đó, là coi như là đem xác về luôn đó, đem xác cái bệnh nhân đó luôn đó. Đó thành ra đó, chúng tôi nói về tại sao mà chúng tôi nhắc về những cái điều này quý vị. Thật sự ra đó, mình nhìn những cái cảnh bệnh đó mình thấy cảm thấy ớn lắm, ngay cái bản thân của chúng tôi cũng vậy. Nếu mà cứ gặp cái đó hàng ngày riết chắc có lẽ là coi như là chạy về một cái hang, một cái phòng nào mà để mà tu luôn đó. Chứ mình nhìn cảm thấy rất là chán cái sự bệnh ở trên cái cuộc đời này đó. Thành ra quý vị thấy rằng là đối với đó, ở cái phần đầu của bài kinh đó, thì cái vị này nêu lên cái niệm của mình thôi, cái đó là chỉ là cái quan niệm thôi. Nhưng mà ở phần cuối cái bài kinh này đó, Đức Phật dạy cho cái sự quán xét. Hồi nãy là tôi nêu lên, tôi nói là tôi có cái quan niệm như vậy đó, nhưng mà bây giờ đó là không phải là quan niệm nữa, bây giờ là cái sự tu tập về thiền quán. Thấy cái thân này như vậy đó, cái thân này
nó giống như là một ổ tật bệnh, cái thân này là coi như là nó giống như là cái cục ung bú, cục bụt nhọt vậy đó, nó giống như là cái kẻ thù, kẻ bất hạnh đó. Thì người nào mà có được cái trí tuệ mà thấy rõ được cái nhiều này, cái điều này thì mới nhàm chán, thì lúc này đó là mới gọi là có cái sự mà không thích thú là tất cả gì ở trên cái cuộc đời này đó. Rồi Đức Phật lúc bấy giờ đó, là quý vị thấy rằng có ngài Sariputta nữa, có ngài Sariputta nữa, nên Đức Phật đã thiết thêm là coi như là có ba cái cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc, bất khổ bất lạc đó. Những cái cảm giác này mà mình quán xét, mình quán xét, mình thấy rõ, khi nào mà cảm thọ khổ nó xuất hiện, thì lúc đó là cảm thọ lạc và bất khổ bất lạc nó không có mặt đó. Hễ mà có mặt cái này thì nó không có mặt hai cái kia, mà hễ mà có mặt là không có mặt hai cái kia. Rồi khi đó mình mới quán xét thêm là những cái cảm thọ này sẽ là do nhân duyên nó đầy đủ nó sanh lên. Còn khi mà những cái nhân duyên này nó hết rồi, nó không còn nữa thì như coi như là cảm thọ này nó cũng bị diệt đi đó. Một người mà thấy được những cái trạng thái này thì cái người đó là mới nhận thức được cái sự vô thường, cái sự khổ, cái sự vô ngã. Thì như vậy đó thì coi như là những cái pháp vũ vi hoặc là những cái tư tưởng mà mình bị chấp thủ bây giờ đó, đang bị cái sự chấp thủ đó thì nó mới bị đoạn diệt, nó bị hủy hoại, nó bị lụng tàn đi. Có nghĩa là mình làm rơi rụng được tà kiến, làm rơi rụng được tà kiến, được những cái sự chấp thủ đó. Thì quý vị thấy rằng nhờ cái lời dạy của Đức Phật mà đã thắp sáng lên cái tự giác do cái sự quán xét về cái thân này và những cái cảm thọ đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng là lúc đó ngài Sariputta, một cái vị mà đại đệ tử, một cái bậc mà coi như là thượng thủ thiên văn, đã đắc được đạo quả A La Hán do nghe cái bài pháp này. Còn đối với một cái vị du sĩ ngoại đạo Trường Trảo thì lúc này là coi như là phát sanh lên cái niềm tin, niềm tin bất động đối với Đức Phật và giáo pháp, có nghĩa là cái lời dạy của ngài và tăng chúng của ngài. Thành ra lúc đó đã phát nguyện từ đây cho đến trọn đời sẽ làm quy ngưỡng, sẽ làm đệ tử của Tam Bảo đó. Thì quý vị thấy rằng qua cái bài kinh này thì quý vị thấy Đức Phật đã là một cái bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Thành ra đi đến trình bày mình có quan niệm, tôi có quan niệm như vậy đó, Đức Phật cũng không bác bỏ, cũng không nói gì hết, mà Đức Phật sẽ giải thích chẳng những ông có quan niệm này, người kia có quan niệm như thế nọ, người khác có quan niệm như thế khác, chính do vậy mà có cái sự chống trái, tranh cãi vân vân. Khi nào mà mình với cái trí tuệ thiền quán mà mình thấy rõ được cái thân này như vậy, những cái cảm thọ này nó biến hoại như vậy, thì lúc đó mình mới thật sự là một cái người mà không thích thú tất cả, là do cái này, là lúc bấy giờ là do trí tuệ mà thấy được những cái điều này, còn trước đó chỉ là một cái quan niệm thôi. Thành ra do thấy bằng cái quan niệm, thành ra còn cái sự tranh luận, còn cái sự tranh cãi, là có nghĩa là còn nằm ở trong phàm phu. Còn đối với khi mà quán xét mà với cái trí tuệ mà thấy được như thật những cái điều này thì lúc đó không còn cái sự tranh cãi. Vì sao vậy? Vì đã đoạn tận được những cái lậu hoặc, hoặc là đoạn tận được tà kiến, những cái chấp thủ đó rồi đó. Thành ra không còn cái sự tranh luận. Trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày đến quý vị với bấy nhiêu lần như vậy. Bây giờ xin được kết thúc cái bài. Chúng con xin thành tâm dâng phước này đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên
cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhân khả thải. Nam mô Bụt Thà Giả. Sa thú kính chừng để được pháp tính. Bạch thượng tọa thời siêu không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thời siêu đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thời lực đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thời siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông ơi, sư Minh Thông có ở trước máy và sư Minh Thông có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi sư Minh Thông, xin được hỏi sư Minh Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Thưa quý vị, dường như là Thầy Siêu và sư Nguyên Thông đều không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin được tiếp lời của Đại Đức Pháp Tính. Nếu khi nào có chư tăng vào ở trong lớp học thì quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết. Ở đây thưa quý vị, như chúng ta được nghe về bài kinh ngày hôm nay là mở đầu là một du sĩ ngoại đạo đã nói lên một cái niềm hãnh diện của mình, và vị này nghĩ rằng sẽ tìm được sự đồng cảm chấp nhận từ Đức Phật, bởi vì chính Đức Phật ngài cũng dạy sự xả ly như vậy, là không có gì làm cho mình cảm thấy thích thú. Đức Phật ngài đã nói rõ giữa cái gọi là giải thoát và quan niệm. Chúng ta có thể bênh vực một quan niệm nào đó, và kể cả người Phật tử, chúng ta đưa ra quan niệm về vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà nếu quan niệm chỉ là quan niệm thôi, thì quan niệm đó thật ra nó không có thay đổi cuộc sống của chúng ta nhiều như chúng ta nghĩ. Ví dụ như chúng ta có thể rất là nhanh chóng để đồng tình, thậm chí nói nhiều về vô thường. Mình tin vào vô thường và mình có dẫn chứng về sự vô thường. Nhưng mà nếu vô thường chỉ là một quan niệm để tranh luận, quan niệm để lý sự, quan niệm để chứng tỏ rằng mình hay và mình bài bác người khác, thì quan niệm đó thật ra nó không có lợi như là cái nhận thức về vô thường của các bậc thánh. Tại vì các bậc thánh đó, do các ngài nhận thức vô thường nên các ngài đã đoạn được, do các ngài nhận được vô thường do đó tâm của các ngài không có bị dao động trước sự vô thường. Nói cách đơn giản là nếu chúng ta cực lực bênh vực cho cái quan niệm về sự vô thường, nhưng một khi mà một cái vật quý của chúng ta bị hư hỏng, một người thân ra đi vĩnh viễn, hoặc giả là thân thể của chúng ta bất thường, nó trở nên bệnh hoạn, không khỏe mạnh nữa, mà những điều đó làm cho chúng ta buồn, làm chúng ta phiền, cho chúng ta cảm thấy đi xuống, thì vô thường chỉ là một quan niệm thôi, vô thường chỉ là một cơ sở lý luận thôi. Nó giống như là chúng ta sống ở một nước tự do, có nhiều người hô hào về tự do, về dân chủ,
Nhưng mà cái bản chất hành động của người đó thì rất là phi dân chủ, rất là phi tự do. Chúng tôi nghe rất là nhiều người hô hào cho tự do dân chủ, nhưng mà nếu người khác đưa ra cái gì khác ý kiến của mình thì mình cương quyết đập đổ người đó, rồi cương quyết nghĩ rằng người đó là phải đi chỗ khác, không được ở đây, hay là người ta thế này người thế kia. Nếu mình hô hào về tự do dân chủ mà chỉ là sự tự do của mình, dân chủ là mọi người làm theo ý của mình, thì thật ra cái sự hô hào đó nó chỉ là một khẩu hiệu, nó chỉ là một tiếng nói đầu môi chót lưỡi, và để tạo thành một cái luận cứ cho lý sự, cho tranh chấp, nó không phải là một điều thâm nhập thực sự. Câu chuyện mà chúng ta được nghe về vị du sĩ có tên là Đi Khai Nắc Khắc là một bài học rất là lớn ở trong cuộc sống của chúng ta. Không phải chỉ có một du sĩ ngoại đạo có thái độ như vậy, mà một số lớn những người con Phật ngày hôm nay chúng ta vẫn xem là những cái giáo lý của Đức Phật về tứ diệu đế, bát chánh đạo, về giáo lý duyên khởi vân vân, nó chỉ là một cái quan niệm để tranh luận, để đặt vấn đề đúng sai phải quấy, không hơn không kém, và để chứng tỏ rằng chỉ có ở đây là đúng, tất cả đều sai. Đây là quan niệm của ta, quan niệm là ta, quan niệm tự ngã của ta, chứ nó không có, nó không phải là một cái nhìn mà bằng con mắt gọi là pháp nhãn, và cái nhìn đó thật sự thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Có vị Phật tử nào hoan hỷ cho chúng tôi biết rằng quý vị có còn nghe được chúng tôi nói không vậy? Chúng tôi thấy màn ảnh đứng yên thì chúng tôi không biết rằng giờ vâng giờ tốt quá. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay đó thì đề cập đến một cái niềm hãnh diện của Đi Khai Nắc Khắc. Vị này nói rằng vị này không có thích thú với điều gì. Khi mà mình nói mình không thích thú với điều gì đó thì mình quên rằng cái không thích thú đó cũng là một điều mình thích thú. Nó tương tự như là có một người tự hào rằng tôi có cái xe, hay là tự hào rằng tôi có cái nhà, còn có người tự hào rằng tôi không có dính mắc những thứ đó. Thì cái mà mình tự hào không dính mắc những cái xe, cái nhà này kia đó, có đôi khi nó cũng là một sự trắc thủ, và nó đôi lúc nó cũng là một sự dính mắc. Mà cái niềm kiêu mạn, cái sự hãnh diện đó rất là khó để chúng ta có thể nhận ra. Như mình nghe cái ví dụ về câu chuyện của bốn người, họ họp với nhau và họ bàn với nhau rằng mình cũng đồng thuận tất cả đều nặng trong vòng một tuần lễ. Thì mới có im lặng nửa buổi thì một người nói rằng không ngờ là khi mình im lặng thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thì có người thứ hai nói rằng bạn đang phá vỡ sự im lặng của chúng ta. Và người thứ ba thì nói rằng cả hai bạn đều là người lên tiếng. Và người thứ tư nói rằng rốt cuộc chỉ có tôi là không nói gì hết. Nhưng mà cả bốn người đều vi phạm một luật rất nghiêm trọng, đó là phá vỡ sự im lặng, dù bằng cách này hay cách khác. Thì ở đây Đức Phật Ngài đặc biệt lưu ý cho du sĩ Đi Khai Nắc Khắc về niềm hãnh diện của vị này, về điều mà vị này tự nghĩ rằng mình không có thích thú với bất cứ điều gì. Thì Đức Phật Ngài cho vị đó thấy rằng trong cái lời tuyên bố đầy hãnh diện đó, nó cũng là một niềm thích thú. Và nếu một người nào mà chấp thủ về điều đó đó thì cũng sẽ rơi vào trong tình trạng là tự tán quỷ tha, khen mình chê người, và dẫn đến một cái sự chấp thủ tương tự. Ở đây chúng ta cũng nhìn thấy Đức Phật Ngài dạy rõ rằng để có thể xả ly, để có thể sống thanh thản đó,
thì nó cần chúng ta có sự tu tập nhiều hơn là chỉ là một quan niệm của tất cách hơi hợt ở bên ngoài. Không thể nói rằng chúng ta ngồi đây để trao đổi, để bàn luận về vô thường, khổ, vô ngã, và chúng ta có vẻ như là hiểu thông suốt vấn đề, và như vậy là chúng ta đã thông tình đạt lý, chúng ta có thể thấy biết được tất cả, và chúng ta có thể thâm nhập được và có thể sống với giáo lý vô thường, khổ, vô ngã. Điều đó nó khác biệt lắm. Một người có thể chấp nhận hoàn toàn giáo lý tứ đế, thậm chí hiểu giáo lý tứ đế và thậm chí thì giảng giáo lý tứ đế, nhưng mà đem giáo lý tứ đế đó vào trong đời sống, áp dụng một cách dùng nhuyễn, áp dụng một cách lợi lạc, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thì thưa quý vị, chúng tôi có được dịp đi sang một vài cái nơi mà ở đó con người có được một sự lương thiện, một cái sự lương thiện mà chúng ta gọi là ở cái mức độ rất là cao. Thì họ trồng một cái vườn strawberry, hay là họ trồng một cái vườn hoa nhiều loại, và rồi họ mở cửa để cho mọi người vào tự mua, tự hái, tự thu hoạch và tự trả tiền. Và họ lấy bao nhiêu bông hoa đó, ví dụ như họ nói là một nhánh hoa bao nhiêu tiền, hoa này nhánh hoa kia bao nhiêu tiền, rồi tự mình tính, rồi tự bỏ vào thùng rồi mang hoa về, không có cashier, không có người canh gác. Chúng tôi đã được đến những nơi như vậy. Thì những nơi này, thưa quý vị, nó là một cái truyền thống cả hàng bao nhiêu thế kỷ. Người ta rất là lương thiện, người ta rất là có tinh thần tự giác. Thứ nhất là thậm chí người đi hái hoa đó, họ hái một cách có ý thức để không hủy hoại những cái cây non, để cho cây non còn có thể, những nhánh non có thể tiếp tục ra nữa. Và đồng thời họ tự tính tiền và họ trả tiền, và cái trả tiền đó nó đủ sòng phẳng, đủ tốt để cho cái người mà làm cái khu vườn đó có lợi tức cho năm tới tiếp tục như vậy nữa. Và chúng ta có nghe nói rằng có ở nước khác có thể người ta vào người ta hái trộm, và chẳng những hái trộm hoa, hái trộm trái không, mà họ lấy đi rồi họ họ lấy luôn cả cái thùng đựng tiền nữa. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng rằng một điều tốt được nói, được chấp nhận, nó là một lẽ, mà sống áp dụng những điều tốt đó nó lại là một cái chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta ca ngợi một thế giới văn minh, nhưng mà sống một cách có văn minh, nó là một chuyện khác. Chúng ta nói với thượng tôn pháp luật, nhưng mà cái sự thượng tôn pháp luật mà nằm ở trong máu của chúng ta, đó là có nhiều người hô hào thượng tôn pháp luật, nhưng mà chính họ lại sống vô pháp vô cương, thì về việc đó là một chuyện khác. Nên chi ở đây khi mà đi khách đắc khá, bạch với Đức Phật rằng vị này không có thích thú với bất cứ điều gì, xem đó là một điều hãnh diện, thì Đức Phật Ngài đã chỉ cho vị này thấy một điều rằng nếu đó là một quan niệm, quan niệm mình nghĩ rằng hợp tình hợp lý và mình chấp thủ vào quan niệm đó, thì nên coi chừng nó chỉ đơn thuần là một sự chấp thủ, mà nó không phải là lẽ sống, nó không phải là cái gì tồn tại trong hơi thở, trong đời sống hàng ngày của mình. Về điều này thưa quý vị, không phải riêng đi khách đắc khá mà chúng ta cũng bị rất là nhiều. Chúng ta bị rất là nhiều. Chúng ta là người hô hào những điều thiện, nói lên những điều tốt đẹp, nhưng mà do cái phiền não, do cái chấp thủ, chúng ta không thể sống với những điều đó như là điều mà chúng ta đang tin. Do vậy nó thường tạo nên những cái chuyện là nói một đàng là một nẻo. Mình tin điều đó nhưng mà mình không thật sự sống với điều đó. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng có sư Nguyên Thông vào ở trong lớp học. Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được thì sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên, rồi sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với chư tăng khác. Nãy giờ quý vị chúng tôi có
thỉnh thượng tọa, nhưng mà thượng tọa không có mặt trước mắt và đại biểu Pháp Tính mới vừa giảng xong, thì để đại biểu Pháp Tính nghỉ một chút. Sư Minh Thông, hôm nay chúng ta nói về một vị du sĩ ngoại đạo tên là Đi Kha Nát Khắc, rất là tự hào là mình không có thích thú một điều gì, và cái không thích thú điều gì đó nó liên quan đến hai chữ mà chúng ta thường nói trong đạo Phật, đó là buông xả hay là xả ly. Thì có nhiều người quan niệm rằng trong cuộc sống này cái khó đó là tạo nên sự nghiệp có chút gì với núi sông, có cái danh tiếng lừng lẫy, có một cái gia sản đồ sộ. Nhưng mà ở một mặt khác người ta nói rằng coi vậy chứ cái việc mà tạo nên một sự nghiệp lớn đó đôi khi nó lại không khó như là cái việc mà có khả năng buông xả tất cả những gì mình có. Thì Sư Nguyên Thông có đồng ý như vậy không? Phải chăng rằng ở ngoài họ nghĩ rằng cái việc tạo nên đại nghiệp là một việc khó, nhưng mà cái khó nhất phải chăng là cái chuyện mà buông xả, cái tỉnh Sư Nguyên Thông? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 1 là cái việc mà tạo nên một cái thành tích là một sự khó khăn, nhưng mà có một cái trình độ buông xả không chấp nhất những cái điều gì mà mình thấy là bất ý hay là không vừa lòng đó, thì cái đó cũng là một cái trình độ khó khăn hơn. Bởi vì con người ta, tất cả chúng sanh trên trần gian này đó, có cái bệnh mà khó trị, tức là chấp ngã cho mình là cái gì đó. Và khi mà mình nghe người ta nói điều gì đó mà mình không bằng lòng, thì cái mình phản đối, mình sân si. Do vậy cái câu thảo luận số 1 này, phải chăng khả năng buông xả danh lợi chấp thủ là khó hơn là xây dựng sự nghiệp vật chất chức quyền? Thì cái này đó là cái luật của trần gian. Cái sự mà tạo tập ra cho con người ta có một cái sự nghiệp vật chất, hay là có một cái social standing, là cái vị trí trong xã hội đó, thì quá là khó. Là bởi vì con người ta phải học hỏi qua khỏi bậc trung học, rồi bậc BA, BS, rồi MA, MS và PhD. Thì tất cả những cái điều đó là chỉ là một cái khoảng thời gian và khoảng chừng 10, mười mấy năm học. Nhưng mà cái đó mới chỉ là cái danh dự, còn cái chức quyền thì chưa có. Rồi sau khi mà đạt được cái thành tựu như vậy đó, rồi phải có một cái địa vị xã hội. Thì cái điều đó thì nó cũng rất là vô cùng khó khăn để một cái địa vị có được vật chất và chức quyền. Thì đối với thế gian thì người ta đã đi focus vào điều đó, nhưng mà cái bậc trí thì nó còn phải đi hơn một cái phần nữa, tức là buông xả những cái sự chấp thủ, buông xả cái danh lợi và buông xả những cái điều mà chúng ta mắt thấy tai nghe mà lại có những cái trở ngại là làm cho chúng ta không bằng lòng, cho nên chúng ta sân si. Mà cái người ta mà không chấp thụ những điều đó thì những người này đã lên đến cái bậc được gọi là thánh nhân. Thánh nhân là những bậc mà có thể buông xả tất cả những cái danh lợi của thế gian, và buông xả thêm một cái nữa là con người ta có thể dửng dưng buông xả được cái gọi là khác ý và không có hợp ý mình. Thì cái đó là phải có là người có một cái trình độ tu học Phật Pháp thì mới có thể đạt được trình độ đó. Kính thưa sư phụ, con nghĩ rằng trên thế gian này chúng ta học hành để có bằng cấp và tìm được một địa vị xã hội là rất là khó, nhưng mà thành tựu được, có thể thành tựu được. Nhưng mà cái trình độ để mà buông xả những sự nghiệp vật chất, chức quyền,
địa vị của xã hội và buông xả được những điều trái ý nghịch lòng thì phải là một người có một trình độ Phật học cao thâm. Mà trình độ Phật học cao thâm này nó phải phải kinh qua những cái thành tựu. Thí dụ bây giờ mình phải bố thí để buông xả những cái bổn sẻn của mình, và trình độ tu học nhẫn nhục để trừ bỏ được cái chấp ngã của chúng ta. Thì tất cả những cái điều này là những cái trình độ tu học và từ để có thể có một cái cuộc sống thẳng không có trói buộc. Và nếu mà mình đạt được một trình độ nào đó, thí dụ như tứ quả, thì chúng ta sẽ không có trở lại trần gian này nữa, để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và đó là cái mục đích cao thượng của những bậc nam nhi đã thâm hiểu Phật pháp và cố gắng để đạt được trình độ đó. Và cái trình độ đó, kính thưa sư phụ, khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì biết bao nhiêu người đã đạt được trình độ đó. Là tại vì sao? Tại vì Thế Tôn là một bậc Samma Sambuddho, một vị mà toàn tri. Là khi mà con mắt, cái Phật nhãn của Ngài nhìn về một cái chúng sanh đó, thì Ngài thấy tất cả những cái tâm tánh của chúng sanh. Và Ngài thấy được cái gọi là missing link, là một cái dòng, một cái khoen để mà nối liền một cái vòng tròn khép kín. Một cái vòng tròn khép kín cho thấy rằng đó tương đương với một vị A-la-hán mà nào đó còn vướng mắc, tức là thiếu cái vòng tròn đó. Thí dụ như Ngài Chulabhatakā, Ngài trong cái tiền kiếp của Ngài đó, thì Ngài có khinh chê những người khác là ngu si. Vì vậy cho nên kiếp này Ngài học một cái câu mà anh ruột của Ngài là Mahāpatthaka đã chỉ Ngài một câu, kể bốn câu mà Ngài học 4 tháng chưa xong. Rồi cái chê, rồi cái thôi nói rằng em ngu si quá, em ở trong trong giáo pháp thì em chỉ ăn hại không, không có làm gì cả, thôi em đi về nhà đi, rồi để làm những người cư sĩ rồi hổ độ Phật giáo. Thì người em nghe lời như vậy thì mới sắp độ đi về nhà. Thì trong khi Đức Phật Thích Ca đó, thì lúc đó được cái Ngài Kỳ Bá đã chuẩn bị để trai tăng, thì Ngài thấy được điều đó, cho nên Ngài mới là đón đầu cái Ngài Chulabhatakā để hỏi tại sao đi đâu đi, về đây. Thì ông đã nói là anh của con đuổi con bởi vì con ngu quá. Thì Đức Phật mới đưa ra một cái khăn trắng để bảo Ngài Chulabhatakā hãy dùng cái khăn này để lau mặt, lau tay, rồi nhìn này đó. Thì ông Chulabhatakā, ông sau khi ông dùng cái khăn này, rồi ông thấy cái khăn này Đức Phật mới vừa đưa là nó trắng toanh, bây giờ lau mặt, lau tay thì nó đã đổi màu vàng. Thì Ngài nghe lời Đức Phật để nhìn cái khăn đó và tư duy, thì thấy rằng cái sự vô thường của vạn vật, bởi vì mới đây cái khăn trắng toanh mà bây giờ là đổi màu. Thì Ngài đã biết là đã chứng được cái pháp vô thường của vạn hữu. Thì Đức Phật lúc đó mới hiện đến Ngài, mới nói rằng cái dơ dái của cái khăn đấy là cái chuyện ngoài thân, mà cái dơ bẩn của gãi tâm của chúng ta đó là cái chuyện quan trọng, phải trừ khử cái chuyện đó. Thì Ngài Chulabhatakā bèn đi vào cái gốc cây và quan sát. Sau khi quan sát xong thì chứng được A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Và vì vậy cho nên khi mà Ngài Kỳ Bá đã mời Đức Phật để trai tăng, thì Đức Phật bảo Ngài Kỳ Bá đời ở nhà chùa Kỳ Viên còn một người nữa. Thì thì người anh là Mahāpatthaka nói rằng không còn người nào cửa nữa. Thì Đức Phật nó còn một người. Thì khi mà một cái người đi trở về Kỳ Viên để mà mời người đó, thì cái Chulabhatakā là người có tha tâm thông, biết rằng một người đã đến tìm mình bằng biến hóa ra 1.000 người. 1.000 người mà mỗi người làm một công việc khác nhau, là cái người một cái trình độ thần thông mà biến ra 1.000 người như mình là khó rồi.
mà 1.000 người mà mỗi người làm một việc khác nhau thì lại càng một trình độ thần thông khó hơn nữa. Thì cái vị đó về nó thấy vậy mới trở lại bạch với Thế Tôn, nó thưa Thế Tôn, con không thấy một người mà con thấy cả ngàn người mà đang làm việc bận rộn trong chùa Kỳ Viên. Thì lúc đó Thế Tôn nói bây giờ trở lại thì nói rằng Thế Tôn cho mời Chulapatika đi dự tiệc, thì người nào mà lớn tiếng trả lời nhất đó, đầu tiên đó, thì lại nắm tay người đó, thì tất cả 999 người khác đều tan biến ra, thì mời người đó về. Thì đúng y như vậy, thì cái người mà Thế Tôn đã sai đến thì đã giảng dạy như vậy, thì đã nắm lấy cái bàn tay của một vị tỳ kheo mình trả lời trước, thì 999 người đã biến hết, thì sau đó mới dẫn người đó đi về nhập tiệc. Mà sau khi nhập tiệc, thưa sư phụ và đạo tràng, thì Đức Phật có nói rằng, này Chulapataka, ngươi đã dùng tiệc rồi, thì bây giờ hãy giảng một bài pháp, hãy viết một bài pháp để đền ơn thí chủ là ngài Kỳ Bá, tức là một vị lương y mà đã thường chữa bệnh cho Thế Tôn. Thì sau khi đó thì Chulapataka bằng giảng một bài pháp, thì phải có bài pháp mà Chulapataka giảng dạy thì nó tương đương như là những người mà tỳ kheo có 100 hạ mà giảng dạy rất là thông suốt và hùng hồn mà Đức Phật dẫn dạy, nói rằng cái giảng dạy của Chulapataka như là sư tử hống, tức là người lúc đó người ta mới thấy rằng một người mà đã mang tiếng là không biết cái gì cả, là ngu đần, mà chỉ có một lời dạy của Đức Phật trong nháy mắt như vậy mà đã biến thành một vị tỳ kheo lẫy lừng tứ quả và kể cả tứ tuệ phân tích và vua ngài giải. Thì như vậy thì thiên hạ mới là đàm luận như vậy để mà tán thán là cái khả năng và cái độ lượng sự lòng nhân từ và trí tuệ của Thế Tôn. Kính thưa sư phụ, chúng ta rất là may mắn. Chúng ta rất may mắn là bây giờ chúng ta đã cách xa Thế Tôn hơn 2564 năm, là cái ngày mà Thế Tôn đã viên tịch. Mà bây giờ mà chúng ta còn lại được hàng ngày vào rum để nghe lời dạy của Thế Tôn. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, cái lời dạy Thế Tôn là chân lý tuyệt đối trên thế gian này. Trên thế gian này, trong cái quốc độ của Thế Tôn đây, thì không có người nào xứng đáng hơn Thế Tôn hay ngang bằng hơn Thế Tôn, mà chúng ta lại may mắn là được hàng ngày vào rung nghe Pháp. Thì đó là một cái hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy cho nên những lời giảng dạy Thế Tôn mà chúng ta tu hành là chúng ta đúng như Đức Phật đã nói, là người nào mà cúng dường Thế Tôn một cách tinh xảo, cao thượng nhất, là học theo lời Thế Tôn dạy và hành theo những lời Thế Tôn dạy. Và hiện tại chúng ta ở đây là những người đệ tử cách xa Thế Tôn hơn 2564 năm mà còn nghe lời giảng dạy của ngài, thì chúng ta có những cái hành động mà Đức Phật gọi là cúng dường Thế Tôn một cách cao thượng nhất. Thì con trong cái lời giảng dạy của Thế Tôn như vậy thì con rất tán thán tất cả chư vị có mặt trong cái đạo tràng này hàng ngày, vì vậy cho nên con rất là hạnh phúc được sư phụ cho đáp án cho trả lời câu thảo luận số 1 là phải chăng khả năng buông xả danh lợi và chấp thủ, buông xả thì danh thợ, buông xả sự chấp thủ đó thì là khó hơn việc xây dựng sự nghiệp vật chất và chức quyền trong thế gian này. Kính thưa sư phụ, đây là những cái lời giảng dạy con về cái câu hỏi này. Tuy nhiên con vẫn là một chúng sanh vô minh, những lời nói con khiếm khuyết và không hoàn toàn đầy đủ. Con cung thỉnh sư phụ Trở Lai Mai để giảng dạy những điều mà con nói chưa đủ, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lai Mai. Sa thú cái trường sư Nguyên Thông. Đại Thế Pháp Tính, Đại Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Thế Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Thế Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ hai. Đại Thế Pháp Tính, du sĩ đi khai đất khác, có nói lên cái sự tin tưởng tự hào
hãnh diện về bản thân của mình, là mình không thích thú, tức là mình ly tham đối với tất cả. Nhưng mà Đức Phật Ngài qua những câu hỏi và câu qua những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì cho thấy rằng du sĩ Dikkhanaka chỉ là chấp thủ vào điều tốt, nhưng mà chưa thực sự hiểu điều tốt, chưa thực sự sống với điều tốt. Như vậy thì Đại Thế Phật có thể giải thích là một người hiểu được điều thiện, thật sự sống với điều thiện, khác biệt với người chấp thủ điều thiện như thế nào? Xin thỉnh Đại Thế Phật Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính lĩnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua cái bài kinh này đó, thì cái sự tin tưởng và mình sống với cái điều thiện thì nó có cái sự khác biệt rất là nhiều. Ví dụ như là mình tin tưởng về cái điều đó là điều thiện, nhưng mà mình không có thực hành, mà ở đó giống như là mình nắm giữ vậy đó, mình nắm giữ. Ở đây đó thì chúng tôi muốn có cái do cái chúng tôi muốn kể ra một cái câu chuyện nó thường xảy ra ở ở ở bên Việt Nam, hoặc là nói chung là cái tình hình đối với các vị tu sĩ ngày hôm nay đó, nó xảy ra cái điều này nè. Cũng như ngày trước đó, chúng tôi có tâm sự với một cái vị sư ở tại bây giờ đó, đối với ở trong tu sĩ đó có những cái vị đó tu tập theo cái là không có cất giữ tiền, không có cất giữ tiền, có nghĩa là không nhận tiền nhưng mà vẫn có cái sự cất giữ. Thì chúng tôi có tâm sự với một cái vị sư bạn đó, mới nói rằng là thật ra đó là chúng tôi không bao giờ mà nghe ai mà trong những cái vị đó mà nói về cái tư tưởng mà mình không có giữ tiền để cho mình thanh thản, để cho mình thanh thản, để tâm của mình tiến vô thiền định hoặc là tu tập về thiền quán. Chúng tôi thấy rằng những cái người mà người ta không có giữ tiền, người ta không có cái khuynh hướng đó quý vị, nhưng mà người ta chỉ có cái khuynh hướng là muốn biết, muốn cho những người Phật tử biết rằng là mình tu tập cái pháp môn mà không giữ tiền đó. Thì cái điều này á, quý vị thấy rằng nó cũng gần gần giống với cái câu hỏi này, có nghĩa là mình tin tưởng và sống với cái điều thiện á, nó sẽ khác biệt với cái sự chấp thủ về điều thiện ở cái điểm nào, ở cái điểm nào đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng á, nếu mà chúng ta tu tập, bất cứ chúng ta gìn giữ một cái pháp gì đó mà với cái tâm để chúng ta mong muốn chúng ta gìn giữ cái pháp này, hoặc là chúng ta gìn giữ cái điều học này để chi, nếu mà ai mà hỏi mình là tại sao là mình theo cái pháp đó, tại sao mình theo cái hành trì đó, thì mình sẽ trả lời vì tôi muốn cho tôi có khả năng đi vào thiền định hoặc là thiền quán, do tôi có gìn giữ được cái pháp môn này. Thì cái điều đó đó là chúng ta tin tưởng và sống với điều thiện mà nó không rơi vào cái sự chấp thủ về điều thiện đó. Còn ngược lại đó, nếu mà mình hành trì một cái pháp nào đó, mình tin tưởng, mình hành trì một cái pháp nào đó, nhưng mà mình muốn để cho mọi người người ta biết, mọi người biết rằng là mình đang hành trì cái pháp đó, thì coi như là mình là một cái người mà giống như là ở trong cái câu hỏi này, là mình
tin tưởng và sống với điều thiện, nhưng mà bị rơi vào cái sự chấp thủ về điều thiện. Cũng như là quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp khác, ví dụ như ngày ngày quý vị gìn giữ giới, chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới, mà chúng ta hiểu rằng là cái sự mà thọ trì tam quy ngũ giới này để chi? Để cho tâm của chúng ta bất hối, tâm của chúng ta bất hối mà chúng ta sẽ đi vào đời sống thiền định, hoặc là chúng ta tạo được những cái công đức phước báo. Thì cái điều này là chúng ta có cái sự tin tưởng và luôn luôn sống ở trong cái điều thiện. Còn nếu mà ngược lại đó, mà chúng ta có cái sự tin tưởng mà thọ trì tam quy ngũ giới này, rồi chúng ta sống với điều thiện, nhưng mà tâm của mình nó luôn luôn nó dòm ngó những người kia không có tam quy, không có ngũ giới, hoặc là những người kia không biết cái điều này, không biết về những cái điều này mà chỉ có một mình ta biết, thì cái đó nó là nó sẽ là rơi vào cái sự chấp thủ về cái điều thiện đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái điều này đó nó khác biệt, nó khác biệt cái chỗ là chúng ta biết cái lợi ích nên chúng ta tin tưởng và chúng ta luôn luôn sống với điều thiện. Còn nếu mà chúng ta sống với một cái tư tưởng, chúng ta có một cái tư tưởng là coi như là so sánh, hoặc là so đo, hoặc là ở trong cái tư tưởng mà khen mình chê người vân vân, thì như vậy đó thì gọi là mình có cái sự chấp thủ về điều thiện, chứ không phải là tin tưởng và sống ở trong điều thiện. Cũng như ở trong cái trường hợp này đó, thì ở trong cái trường hợp mà cái bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng ở cái giai thoại đầu, ở cái giai đoạn đầu, thì đối với cái vị mà du sĩ ngoại đạo trường trảo thì cũng rơi vào cái sự chấp thủ về điều thiện. Có nghĩa là mình nghĩ rằng là tất cả những cái gì ở trên đời này mình đều không có thích về những cái điều đó. Nhưng mà thật sự hỏi ra đó, cái con đường mà dẫn đến mình không thích, cái con đường mà dẫn đến mình không thích, hoặc là mình không thích về cái gì mà làm sao mình có được cái sự không thích đó, thì cái vị này chưa có cái đường lối để tu tập, hoặc là chưa có cái cách để tu tập, và chưa có thấy được cái sự lợi ích vân vân, thành ra chỉ sống với cái một cái quan niệm thôi, sống với một cái sự tin tưởng thôi, thành ra nó sẽ dẫn đến cái sự chấp thủ, hoặc là cái sự mà tưởng về cái sự sai biệt nữa quý vị, là mình cứ tưởng rằng là mình đã giải thoát hoàn toàn, hoặc là mình đã trở thành một cái vị mà một cái bậc mà có tri kiến thanh tịnh vân vân. Nhưng mà thật sự ra mình chưa có, mình chỉ có một cái quan niệm vậy thôi, mình bị lầm tưởng, và từ cái sự lầm tưởng đó mà mình chấp thủ vào cái quan niệm của mình. Đây là những cái sự khác của tin tưởng và sống với điều thiện, nó sẽ khác với cái sự chấp thủ về điều thiện là như vậy. Đây là cái ý của con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 2 này. Con bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Chào thú, kính chào thầy Đức Pháp Tính. Thưa quý vị, thượng tọa Từ Siêu mệt, do đó chúng tôi xin dành ít thời giờ còn lại của chương trình hôm nay để nói thêm một vài ý nghĩa liên quan đến bài học này. Ở đây, như chúng ta trở lại đoạn đầu của bài kinh là du sĩ đi khai nát khác. Cảm thấy rất là hãnh diện khi mà tuyên bố rằng mình không có thích thú điều gì hết. Và nếu chúng ta đọc
vào trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có một đoạn mà Ngài dạy về cảm thọ, và có ba thứ cảm thọ, đó là lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ. Thì không phải là tự nhiên mà Đức Phật dạy về điểm này, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy để cho chúng ta thấy rằng từ những quan niệm đó nó có thể dẫn chúng ta đến cảm thọ, và từ cái cảm thọ này đó, dù là khổ thọ, dù lạc thọ, dù là bất khổ bất lạc thọ, thì nó cũng tạo nên cái sự chấp thủ. Ví dụ như là có nhiều người làm phước, làm phước không phải là một việc xấu, nhưng mà họ làm phước bởi vì việc làm đó cho họ cái niềm vui, cho họ một cái cảm giác mơn trớn, vuốt ve bản ngã của họ, và điều này làm cho họ cảm thấy rất là hãnh diện. Chúng tôi có được nghe một người ở tại Houston, người đó nói với chúng tôi rằng ban đầu có một vài người bạn rủ đi xem một chương trình văn nghệ từ thiện. Thì ban đầu thấy trong chương trình văn nghệ từ thiện đó, họ có bán đấu giá bức tranh hay là cái gì đó để gây quỹ. Và người này đã phát tâm để mua cái bức tranh đó với một giá tương đối cao, đóng góp vào quỹ từ thiện. Nhưng mà bởi vì người này cũng có tiền, do vậy lần đầu thì làm là do sự phát tâm, nhưng mà sau đó thì vị này khám phá ra rằng mình đã trở lại 5-7 lần nữa ở trong những cái thiện khác. Và lâu này vị này nói với chúng tôi rằng mua tranh từ thiện rất cũng ghiền, mặc dù mua về để đó chứ không có làm gì, nhưng mà cái cảm giác sung sướng, cảm giác vui khi mà cảm thấy mọi người vỗ tay hoan nghênh và cảm thấy rằng mình làm một việc rất quan trọng, cái cảm giác đó đó nó tạo cho vị này một cái sung sướng. Và sự sung sướng này trong đạo Phật gọi là lạc thọ. Thì thưa quý vị, nhiều người tin tưởng vào một điều gì đó hay sống với một quan niệm gì đó là bởi vì lý do là những cái tin tưởng đó hay những cái lối sống đó cho vị này được cái cảm giác hạnh phúc. Và thậm chí từ cái cảm giác khổ đau người ta cũng làm nữa. Và ví dụ như là những cảm giác khổ đau là người ta làm điều gì đó để trả thù, để rửa hận. Chúng tôi có nghe trường hợp là có một người Phật tử, họ đang đi ngôi chùa A, rồi họ bất mãn ngôi chùa A, họ đi qua ngôi chùa B. Họ đi ngôi chùa B, họ cúng dường, họ làm việc này việc kia, chỉ đơn thuần là để họ chứng minh cho thấy rằng ngôi chùa A đã không có welcome họ, đã không có săn đón họ, là một sự thiệt thòi cho ngôi chùa A. Bởi vì khi họ sang ngôi chùa B họ làm rất nhiều thiện, trong trường hợp có nhiều khi họ làm vì cái khổ thọ, tại vì làm vì họ bực bội và cảm thấy mình không quan trọng với ngôi chùa A nữa, bây giờ qua ngôi chùa B phải làm như vậy. Rồi cũng có nhiều người, thưa quý vị, làm là để cho mình có sự hãm. Chúng tôi lấy ví dụ như là trong lúc mọi người đang khổ vì bệnh dịch, vất vả mà mình sống hưởng thụ thì mình cảm thấy có mặc cảm, thôi thì mình đi làm phước, làm cái này cái kia để làm gì, để cho tâm của mình được trở về với cái cảm giác không có mặc cảm, chúng ta tạm gọi là một cảm giác bất khổ bất lạc. Thì những cái cảm giác sung sướng hay cảm giác oan trái hận thù hay cảm giác được yên ổn trong tâm của mình hay là bất lạc bất khổ đó, thì cảm giác đó là cảm giác. Ở đây là điểm mà Đức Phật Ngài muốn dạy chúng ta, cảm giác là cảm giác. Và khi cảm giác đó thì Đức Phật dạy gì?
Ngài khuyên là chúng ta nên thấy được rằng lạc thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Khổ thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh bị đoạn diệt, sự hủy hoại, sự suy tàn, tiêu diệt. Bất khổ, bất lạc thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh bị hoại diệt, hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Bởi vì những cảm thọ mà chúng ta gọi là lạc thọ là sự sung sướng, khổ thọ là cái sự buồn phiền, vân vân. Bất khổ bất lạc thọ là trạng thái lãnh đạm thản nhiên đó. Ba cái cảm thọ đó là ba điều mà chúng ta thường tựa vào nó, chúng ta y cứ vào đó, chúng ta dùng đó làm cái động lực, làm tác động sống. Thì Đức Ngài Phật khuyên là chúng ta nên tập nhìn cảm thọ là cảm thọ, cảm thọ vô thường, sự sung sướng nó vô thường, cái sự quan trái nó cũng vô thường, cái sự thanh thản nó cũng vô thường. Rất nhiều người, thưa quý vị, luôn luôn mong mỏi rằng mình sẽ xây dựng cuộc sống để làm gì? Để sung sướng hơn. Xây dựng cuộc sống làm gì? Để bớt khổ hơn. Xây dựng cuộc sống làm gì? Để trả về nhìn về với cuộc sống thanh thản hơn. Thì nếu chúng ta sống vì những cạo đó, thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng nên xét lại. Tại sao vậy? Vì những cảm thọ đó đều vô thường. Vì những cảm thọ đó là do duyên sanh, những cảm thọ đó là do đoạn diệt. Tại sao? Nếu mà mình chấp thủ một quan niệm hay mình theo đuổi một lối sống mà đơn giản vì cảm giác sung sướng thôi, mà chúng ta đừng quên rằng cảm giác sung sướng đó không phải là một cái mượn. Mình có cảm giác phấn khởi, cảm giác hạnh phúc về việc gì đó, nhưng mà cái việc đó nó chỉ có giá trị một giai đoạn thôi, nó không mãi mãi được. Chúng tôi lấy ví dụ như là đã có rất nhiều người vào tham dự lớp học Phật Pháp này ở trong suốt 20 năm qua. Đã có rất nhiều người đã vào đây để làm công băng điều hành với vai trò là MC, vai trò là người post bài, vai trò là người làm thế này thế kia. Nhưng mà những người nào đến đây làm để mà tìm cái cảm giác vui, bình thường mình không có làm cái này, mình làm việc khác, bây giờ mình vô làm việc Phật Pháp, mình thấy hoan hỷ, và mình lấy cái niềm vui trở thành cái cứu cánh đó, thì có chừng những cái niềm vui đó chợt đến chợt đi, nó giống như nắng sớm mưa chiều, nó không có bền bỉ đâu. Bây giờ người ta có một cái chữ cũng thú vị mà trước kia đã xài, gọi là cảm tính. Ngày xưa ta nói người đó làm vì cảm xúc, bây giờ làm vì cảm tính. Cảm tính tức là mình làm bởi vì đơn giản là tìm cảm giác vui, hay là né cái buồn, hoặc là tìm cảm giác bình an ở trong lòng. Nhưng mà Đức Phật thì lưu ý rằng cái cách làm với cảm tính đó, cách làm vì cảm giác đó đó, nó không thật là bền, và nó không nên là một cái động lực cho chúng ta để làm tất cả mọi việc. Mà thay vào đó thì chúng ta nên tìm một cái lý do khác mà nó tốt hơn. Lý do khác tốt hơn là gì? Lý do đó khác mà Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta không có một cái căn bản, một cái động lực mà nó có cái sức chịu đựng được với thời gian đó, thì tất cả rồi nó sẽ mai một, tất cả rồi nó sẽ đi vào trong sương khói. Bởi vì sao? Nó chỉ có giá trị giai đoạn. Chúng tôi có một vài lần được đi về các cái quốc gia Phật giáo, thưa quý vị, chúng tôi thấy có một số các sinh hoạt mà mới thoạt nhìn đó thì nó giống như sinh hoạt của tất cả chúng ta, nhưng mà nếu ở lâu rồi đó thì chúng tôi mới thấy rằng nó có một sự khác biệt giữa ở nơi đó và chúng ta ở đây. Đó là cái tính cách bền bỉ. Cái nó bền bỉ đó, nó phải là vượt ngoài những giá trị nhất thời. Cái gì mà nó được bền bỉ đó, nó không thể tựa và lệ thuộc vào cảm tính. Vì nếu nó cứ tiếp tục lệ thuộc vào cảm tính đó, thì chúng ta phải coi chừng. Cái vui cái buồn của chúng ta, gọi là nắng sớm mưa chiều, nó thay đổi. Nó thay đổi thường xuyên lắm. Và Ngài Chân Gia từng nhắc rằng đừng có tin vào điều đó. Bởi vì
khi mà chúng tôi qua bên chùa Ngài Chancha đó, có một buổi chiều chúng tôi nghe một cái băng giảng của Ngài, và được một vị một nhà sư tên là Chayasaro chuyển dịch lại bằng tiếng Anh đó. Thì qua cái bài kinh đó đó, có nhắc chúng ta một cái chuyện. Ngài dạy rằng khi mà mình bắt đầu vào cuộc tu tập đó, thì ai cũng dựa vào cái cảm tính của mình hết, dựa vào cái cảm thọ, lạc thọ khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ. Nhưng một người mà có ý thức thực sự rồi thì hiểu rằng mình tu không phải vì sự vui buồn, mình tu không phải vì sự cảm xúc. Bởi vì một người đủ lớn đủ khôn thì hiểu rằng cái cảm xúc đó nó nhất thời lập. Chúng ta lấy một cái ví dụ khác trong cuộc sống hàng ngày rằng có nhiều người thấy người khác làm vườn thì mình cũng lăng xăng mình chạy mình mua đồ về, mình mua hộp giống nông cụ về mình làm vườn. Mình thấy người khác họ đi cắm trại thì mình mua những đồ cắm trại về. Nhưng mà mình không có thực sự là để ý rằng những cái cảm giác hào hứng đó đó nó sẽ lâu dài hay là nó nhất thời. Hai cái đó nó khác biệt với nhau nhiều lắm thưa quý vị. Lấy một ví dụ như là mình thấy người đi cắm trại, hay là mình đi cắm trại một chuyến mình về thấy thích quá đó, mình mua không biết bao nhiêu đi cắm trại, nhưng mà mình không tự hỏi rằng mình có thường xuyên xài nó hay không, và đi cắm trại thường xuyên xài nó hay không, hay là sự ưa thích này nó chỉ là nhất thời thôi. Và do vậy một cái người mà có trưởng thành đó thì không có mua liền, không có mua vội, mà người đó sẽ cho phép mình có thời gian. Thời gian có lâu dài rồi, thời gian có đủ rồi, mình mới hiểu rằng à, đây là cái nhu cầu thật sự của mình. Và trong cái nhu cầu thật sự đó thì mình có thể mua thêm, có tạo thêm, chứ không phải là nhất thời làm như vậy. Và cũng có nhiều Phật tử có cái chuyện như vậy là đi chùa thấy người khác có cái bàn Phật đẹp, rồi mình cũng chạy đi về, mình thỉnh từng Phật về, rồi mình mua cái tủ thờ về. Rồi sau đó thì nó rơi vào trường hợp là nhang tàn khói lạnh. Thời gian ban đầu thì thờ Phật rồi thắp nhang chưng hoa quả nhiều lắm. Người ta nói thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Và thờ thì dễ giữ lễ thì khó, tức là lập lên bàn thờ thì dễ lắm, nhưng mà để từ ngày này qua tháng khác để mà lễ bái, để mà cúng dường, để mà gìn giữ cho bàn thờ được trang nghiêm, thì cái đó nó đòi hỏi sự thách thức. Nó đòi hỏi một cái nhìn hoàn toàn khác. Cũng như chương trình dạy Phật Pháp trong Phật Pháp chẳng hạn, chúng tôi nói như vậy là khi mà chúng tôi bắt đầu vào sinh hoạt trong Phật Pháp có rất nhiều chương trình sinh hoạt mang với nhiều tên khác nhau. Nhưng mà để cái việc đó nó tồn tại một cách bền bỉ với thời gian, nó đòi hỏi một việc khác. Nó không đơn giản là mình thích, mình là hào hứng nhất thời. Bởi vì Đức Phật Ngài đã lưu ý cho Đi Khá Đắc Khá một điểm thưa quý vị. Ở trong đó Ngài dạy rằng có ba thứ cảm thọ là lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ. Đó là cái ngôn ngữ của Ấn Độ. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ đời sống hàng ngày đó thì hiện tại có ba thứ cái cảm giác hay là cảm xúc. Và cái cảm xúc đó là cảm giác sung sướng, hay cảm giác phiền muộn, hay cảm giác không sung sướng, không phiền muộn. Thì cả ba cảm giác đó nó đều giống nhau, nó đều giống nhau ở một điểm là vô thường, biến hoại, giai đoạn, và nó không có bền vững. Tại sao Đức Phật Ngài dạy rằng những cảm giác đó nó vô thường? Bởi vì đối với chúng ta đó, cái gì mà gọi là lạc thọ đó thì cái đó mình nghĩ rằng nó sẽ tồn tại hoài. Cái gì khổ thọ mình nghĩ rằng nó chỉ nhất thời thôi. Nhưng mà kỳ thật, dù là vui hay là khổ, sung sướng hay là phiền muộn, thì nó đều là giai đoạn, nó đều vô thường hết. Có thể chúng ta không tin điều đó, có thể chúng ta nghĩ rằng nói như vậy thì hết chuyện nói rồi. Nhưng mà nếu chúng ta thử lặng lặng nhìn lại đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài dạy không có sai chỗ nào hết. Và mỗi lần mình muốn làm chuyện gì đó mà làm một cái cảm giác của mình, nó thấy rằng à, Đức Phật dạy rằng cái cảm giác sung sướng đó nó cũng là vô thường. Mà khi nào mình có chuyện gì mình phiền não cũng nhớ rằng à, cái phiền não đó nó cũng là vô thường. Thì cái điểm mà mình nên nghĩ đến đó là nghĩ sự vô thường, chứ không nên nghĩ đến
chạy theo cảm giác của mình là ô cái này tôi thích quá, tôi làm vì vì tôi thích. Ngày nay thì người ta nói làm vì cảm tính, nhưng mà chúng ta nói một cách khác là một người chấp giữ một điều gì đó đơn thuần là nghĩ rằng điều đó cho mình một cảm giác hạnh phúc thì nên coi chừng. Tại vì ngay cả cái cảm giác sung sướng hạnh phúc đó nó cũng không có bền vững, những bền vững với thời gian, mà nó chỉ đơn thuần là một cái cảm tính nhất thời. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chương Chư Tăng đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Tha Gia. Sa thú lành thai, con Thanh Thủy thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức Hồng Bi Mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý óc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.